Xin chào tất cả các em. Vào tiết học trước, các em đã tìm hiểu về chủ đề chế biến thực phẩm và đã tìm hiểu về phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt với hai cách để làm chín thực phẩm trong môi trường nước và làm chín thực phẩm bằng hơi nước. Và đã có rất nhiều bạn hoàn thành tốt bài tập được giao, liệt kê ra đầy đủ các món ăn và cũng như đã nêu ra được trình tự các bước để tạo ra món ăn. Cô xin tuyên dương tất cả các bạn. Vậy trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề chế biến thực phẩm với phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt bằng hai cách, đó là làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa và làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo. Vậy hai phương pháp này có đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật ra sao? Chúng ta cùng đi tìm hiểu trong tiết học hôm nay. Đối với phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa, và đây là hình ảnh các món ăn của phương pháp này. Nhìn vào hình ảnh này, chắc hẳn các em cũng đã có câu trả lời, đây là món nướng. Và nướng chính là làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa. Và thường chúng ta chỉ dùng lửa dưới nướng hai bên mặt thực phẩm đến khi chín vàng đều. Và đối với món nướng, chúng ta thường sử dụng nguồn thực phẩm, đó chính là động vật, thực vật. Đối với các loại củ, rau củ quả, chúng ta rất ít khi sử dụng, chủ yếu chúng ta sử dụng đó chính là động vật. Và các món nướng thường chúng ta thường sử dụng than để chúng ta nướng, để thực phẩm có độ chín vàng đều và chín từ từ, tạo ra vị ngon và thơm. Tuy nhiên, nếu như than không có đảm bảo tốt về cho sức khỏe thì khi chúng ta sử dụng các món nướng này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta chế biến các món nướng, chúng ta cần phải đảm bảo than chúng ta mua về là có nguồn gốc và không chứa độc tố. Vậy thì yêu cầu kỹ thuật của món nướng đó là gì? Ra thực phẩm phải chín đều, không dai, thơm ngon, đậm đà và có màu vàng, đẹp mắt. Vậy thì trình tự để chúng ta tạo ra món nướng đó là gì? Ở đây, đầu tiên chúng ta sẽ đi làm sạch các loại thực phẩm. Sau khi thực phẩm chúng ta được làm sạch rồi, chúng ta có thể để nguyên hoặc chúng ta thái miếng vừa ăn. Sau đó chúng ta có thể dùng vỉ hoặc các dùng các loại xiên que bằng tre hoặc là bằng kim loại có đầu nhọn để chúng ta nướng món ăn, hoặc là có những gia đình chúng ta sẽ sử dụng lò nướng để chúng ta nướng. Vậy ở đây, sau khi cắt thái các gia vị thì chúng ta lưu ý là chúng ta cần phải tẩm ướp các loại thực phẩm cho đến khi thực phẩm chúng ta thấm gia vị. Rồi sau đó chúng ta đem nướng và đảm bảo thực phẩm chúng ta phải có độ chín vàng đều, màu sắc đẹp mắt, đều cả hai bên mặt thực phẩm. Và sau khi nướng xong thì chúng ta sẽ trình bày ra dĩa. Và đối với nướng, thường chúng ta sẽ trình bày ra dĩa với các gia vị chấm đi kèm, có thể là nước chấm hoặc là các loại muối chấm, vân vân. Vậy đó là đặc điểm cũng như yêu cầu kỹ thuật đối với món nướng. Vậy ở đây, món nướng, các em có thể liệt kê cho cô những tên của những loại món nướng nào hay không? Là chắc hẳn các em có thể liệt kê ra, đó là ví dụ như là món gà nướng, tôm nướng, vịt nướng, hoặc là món gì, cá nướng, vân vân. Vậy các em sẽ tiếp tục liệt kê cho cô các món nướng nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp làm chín thực phẩm bằng môi trường chất béo. Vậy bây giờ các em hãy quan sát cho cô chín hình ảnh sau. Các em hãy nhận định cho cô xem là với 9 món ăn này, món ăn nào là món ăn được làm chín trong chất béo. Sau một hồi quan sát, chắc hẳn các em đã có câu trả lời. Và đây chính là các món ăn mà đã được tạo ra trong chất béo và được làm chín bằng chất béo. Vậy, đối với phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo, chúng ta sẽ chia ra 3 dạng, đó là chiên, xào và rang. Vậy thì chiên, xào, rang là những món ăn cụ thể như thế nào, yêu cầu kỹ thuật ra sao? Chúng ta tìm hiểu đầu tiên, đó là đối với món chiên, hay chúng ta còn gọi là món rán. Vậy các em để ý, thông qua hình ảnh cũng như là thông qua thực tế, các em đã sử dụng các loại món chiên rồi, thì các em thấy rằng món chiên thường được tạo ra trong môi trường như thế nào? Và lửa dùng để chiên cũng như thời gian chúng ta chiên ra sao? Các em nhìn qua hình ảnh này, các em cũng thấy được một điều, đó là chiên là một phương pháp chúng ta làm chín thực phẩm trong môi trường rất nhiều chất béo, đúng không nào?
Và thường chiên chúng ta sẽ sử dụng lửa vừa để đảm bảo thực phẩm chín dần đều từ ngoài vào trong và lớp bên ngoài của thực phẩm sẽ có màu sắc tươi ngon, đủ độ giòn. Và trong khoảng thời gian đủ làm thực phẩm chín tùy theo đặc điểm của từng loại thực phẩm. Về đây, đối với món chiên, chúng ta lưu ý là thường chúng ta sử dụng rất nhiều chất béo trong món chiên này. Và món chiên cũng là một món vô cùng hấp dẫn, không kém gì món nướng đối với người ăn. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều thực phẩm chiên, có nghĩa là chúng ta nạp quá nhiều chất béo vào cơ thể, thì lúc đó cơ thể chúng ta sẽ bị gì, các em có biết không? Và các tiết trước các em đã được tìm hiểu về nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể đúng không nào? À, vậy nếu như chất béo quá nhiều thì chúng ta sẽ dẫn đến là bệnh béo phì. Vì vậy các em phải lưu ý khi chúng ta sử dụng các món có chất béo nha các em. Vậy ở đây, đối với món chiên này thì yêu cầu kỹ thuật của món chiên đó là gì? Đó là cái lớp bên ngoài cũng như là lớp bên trong của món chiên phải đảm bảo là phải có độ giòn xốp và đảm bảo ráo mỡ chín kỹ. Và lưu ý là không được cháy xém bên ngoài, hoặc là vàng non quá, hoặc là vàng kỹ quá, giòn quá, nó mất chất thì các em ăn cũng cảm giác là không ngon và đồng thời cũng không đảm bảo chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Và hương vị của các món chiên phải đảm bảo là phải có độ thơm ngon và vừa ăn. Cái lớp bên ngoài của món ăn này phải có màu vàng nâu bao quanh thực phẩm để có tạo ra vẻ đẹp cho thực phẩm này. Vậy thì quy trình để chúng ta tạo ra một món chiên là gì? Ví dụ như là món cá chiên. Nếu như cá chiên thì chúng ta sẽ làm gì đây? Đầu tiên các em sẽ mang đi rửa cá. Sau các em rửa cá xong, các em có thể để ráo và các em có thể khứa cá ra, hoặc các em phải để cắt đôi, cắt tư cá ra, hoặc các em để nguyên con cá tùy theo các em. Sau đó các em mang đi ướp các gia vị cho thấm. Ở đây, đối với món chiên các em có thể là ướp gia vị trước hoặc các em không ướp gia vị cũng được, không sao. Sau khi gia vị đã thấm vào trong thực phẩm rồi thì lưu ý trước khi chúng ta bỏ thực phẩm vào chảo chiên thì đảm bảo dầu trong chảo hoặc là chất béo trong chảo phải đã già chín rồi. Nó phải có độ nóng già, thường nóng già đối với dầu hoặc là đối với mỡ thì các em làm gì? Nếu như bạn nào chúng ta có kinh nghiệm làm, chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta đổ dầu ăn vào trong chảo thì sau một hồi nóng rồi thì chúng ta để đũa vào trong cái chảo dầu đó thì chúng ta sẽ thấy ngay đầu đũa một phần mà tiếp xúc với dầu, chúng ta thấy rằng nó sẽ sủi bọt lên. Lúc đó là dầu chúng ta đã nóng già rồi đấy. Và lúc đó chúng ta sẽ bỏ thực phẩm của chúng ta vào. Vì chiên là đa phần chúng ta thường chiên các nguồn thực phẩm đó chính là động vật. Chúng ta làm như vậy thì sẽ đảm bảo nguồn dinh dưỡng cũng như là độ chín của thực phẩm được đảm bảo ha. Và các em lưu ý là chúng ta sẽ chiên với lửa vừa. Và khi các em chiên với lửa vừa như vậy thì các em sẽ để ý những mặt của thực phẩm khi đã vàng đều rồi thì các em sẽ lật mặt còn lại cho đảm bảo mặt kia cũng có độ chín vàng đều như vậy. Và sau khi thực phẩm các em đã chín vàng đều rồi, các em sẽ vớt ra để cho ráo, tróc mỡ, tróc dầu. Khi đó chúng ta sẽ trình bày ra dĩa để chúng ta thưởng thức. Và đối với món chiên này thì tùy theo cách chúng ta ướp mà sau khi chiên xong chúng ta có thể sử dụng thêm các loại gia vị để chúng ta chấm như là muối, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nước mắm, nước tương tùy. Vậy đó là món chiên. Vậy qua món tiếp theo đó là món rang. Món rang sẽ là một món là có thể là khá là lạ đối với nhiều bạn. Nếu như các bạn nào chưa từng nghe đến món rang này hoặc là chưa từng nhìn thấy. Vậy thì món rang sẽ là một món mà chúng ta làm chín thực phẩm với một lượng chất béo rất là ít. Và có nhiều món là chúng ta hầu như là không sử dụng chất béo nếu như thực phẩm đó đã có sẵn tinh dầu. Và khi chúng ta đảo đều trên chảo thì lửa sẽ đảm bảo là vừa, với thời gian đủ để làm cho thực phẩm thì chín đều. Vậy đối với món rang này, yêu cầu kỹ thuật của món rang là như thế nào? Đó là phải khô, săn chắc, có mùi thơm, màu sắc thì hấp dẫn. Vậy thì quy trình chúng ta tạo ra món rang như thế nào? Cô Hương nói ra một ví dụ món rang vô cùng quen thuộc, đó là món đậu phộng rang. Đối với món đậu phộng rang thì các em sẽ làm như thế nào?
Đa phần món đậu phộng rang sẽ là món mà chúng ta hầu như không sử dụng chất béo. Chúng ta sẽ sử dụng một chảo bắc lên bếp. Sau khi chảo chúng ta đã đảm bảo là nóng rồi, thì chúng ta sẽ đổ trực tiếp đậu phộng vào trong chảo luôn. Và khi đó chúng ta sẽ liên tục đảo đều tay. Chúng ta sẽ đảo đều tay để đảm bảo cho đậu phộng có độ chín mà không bị cháy. Và lửa phải đảm bảo là vừa, đừng quá to. To sẽ làm cho đậu phộng chưa chín mà đã cháy rồi. Và sau một hồi các em rang, các em sẽ thấy đó là cái lớp vỏ của đậu phộng bắt đầu phát ra các âm thanh nổ lách tách, và lớp vỏ nó tách dần ra, và đậu phộng phát ra mùi thơm. Khi đó là đậu phộng bắt đầu chín. Và đối với đậu phộng rang này, các em có thể là rang không vậy, hoặc các em có thể cho thêm muối, hoặc có những gia đình là chúng ta sẽ sau khi rang chúng ta có thể trộn với nước mắm gia vị, tùy theo yêu cầu của từng loại món ăn cũng như là đặc điểm của từng gia đình chúng ta thưởng thức. Vậy đó chính là món rang. Chúng ta qua món ăn tiếp theo, đó chính là món xào. Món xào gần như khác biệt rất nhiều so với món rang và món chiên. Đối với món xào này sẽ là một phương pháp chúng ta làm chín thực phẩm với một lượng chất béo vừa phải, và có sự kết hợp giữa thực phẩm là động vật và thực vật với nhau. Và khi chúng ta xào thì đảm bảo về lửa phải to trong thời gian ngắn để các thực phẩm có độ chín vừa đủ mà vẫn đảm bảo được màu sắc của các thực phẩm sao cho đẹp mắt. Vậy thì yêu cầu kỹ thuật đối với món xào này đó chính là thực phẩm động vật phải chín mềm không dai, còn thực phẩm thực vật phải chín tới không cứng hay mềm nhũn. Chúng ta có thể sử dụng một ít nước nhưng đảm bảo sao cho món ăn có đủ độ sệt, vị vừa ăn. Và một điều quan trọng đó là phải giữ được màu tươi của thực vật. Vậy đó là yêu cầu kỹ thuật của món xào. Vậy quy trình chúng ta tạo ra một món xào như thế nào? Ở đây chúng ta có hai nguyên liệu, đó là động vật và thực vật. Vậy thì sau khi chúng ta đã làm sạch các nguyên liệu này rồi, đương nhiên thực vật chúng ta có thể cắt thái vừa ăn. Còn đối với động vật thì chúng ta sau khi chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt thái, chúng ta ướp gia vị. Trong thời gian gia vị đủ thấm vào động vật rồi thì chúng ta bắt đầu xào. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt chảo. Bắt chảo và chúng ta sẽ xào động vật trước. Chúng ta cho động vật vào chúng ta xào với chất béo trước. Sau khi xào động vật với độ chín vừa phải thì chúng ta sẽ múc động vật ra bát hoặc là dĩa. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt chảo với chất béo để chúng ta xào món tiếp theo, đó là xào thực vật. Sau khi thực vật chúng ta xào đã vừa đủ chín tới rồi thì các em sẽ đổ động vật vào, và sau đó các em đảo đều lên và các em nêm nếm gia vị và các em tắt bếp. Lúc đó sẽ đảm bảo món ăn chúng ta có độ tươi ngon vừa phải. Vậy đó là quy trình tạo ra một món xào. Và chúng ta vừa tìm hiểu về ba món ăn, đó là món chiên, món rang và món xào. Và đây là bảng phân biệt giữa ba món ăn này để các em biết được là ba món ăn này có gì khác biệt nhau điểm lớn. Và các em lưu ý món chiên hay món rán có đặc điểm nổi bật, đó là sử dụng lượng chất béo rất là nhiều. Còn món xào có một đặc điểm mà phân biệt, đó là sử dụng hai nguồn thực phẩm, đó là động vật và thực vật. Còn món rang thì chúng ta sử dụng rất ít chất béo. Vậy đây là những đặc điểm nổi bật của ba món ăn này. Vậy vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu thông qua hai tiết học, chúng ta đã tìm hiểu xong đó là phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. Đầu tiên đó là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nước. Và chúng ta có các món ăn đó là nấu, luộc và kho. Tiếp theo đó là phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước, và chúng ta có món hấp. Phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa, chúng ta có món nướng. Và phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo, chúng ta có món chiên, rang và món xào. Và đây là các phương pháp cụ thể của phương pháp làm chín thực phẩm có sử dụng nhiệt mà chúng ta đã được học hai tiết vừa qua. Vậy đối với tiết học ngày hôm nay, cô yêu cầu các em đó là sẽ tự hoàn thành bài tập vào trong vở của mình, với nội dung đó là các em sẽ liệt kê ra các món ăn như là món nướng, hãy kể tên các món nướng, món chiên, món rang và món xào,
Và lưu ý lần này, đối với tiết này thì các em không cần phải là nộp bài tập cho giáo viên, các em chỉ tự hoàn thành trong vở của mình thôi. Và tiết học để chuẩn bị cho tiết học hôm sau thì các em sẽ chuẩn bị cho cô, đó là về phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. Các em hãy thử liệt kê ra những món ăn nào mà được tạo ra bằng phương pháp không sử dụng nhiệt, nêu tên ra. Và có một điều đặc biệt nữa là vào tiết học tiếp theo, các em sẽ có câu hỏi để làm bài kiểm tra 15 phút ở cuối bài. Vì vậy, trong tiết học sau thì cô yêu cầu các em sẽ đảm bảo là học đầy đủ và làm bài nộp đúng quy định vào tiết sau. Vậy thì tiết học hôm nay chúng ta đã kết thúc. Hẹn các em vào tiết học lần sau.